hôm nay mình sẽ review lại cho anh em coi hai cái tài khoản mà mình nói là mình chạy với không USD nha. Đây, tài khoản đầu tiên nè, cái này là mình đánh thêm con vàng nữa nên nó nhanh hơn cái tài khoản kia. Đây, lịch sử là mình ngày 20, từ ngày 20 là mình nạp 10 đô. Như thứ sáu rồi nạp xong rồi mình đánh một cái lệnh BTC mà dương tí là mình rút luôn 10 đô. Dương khoảng 4 đô mình rút 10 đô. Rồi sau đó mình đã chay. Lên 98 đô.